và xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình cùng với lại chị Hiền sẽ chế biến một cái món ăn mà tin chắc là các bạn trẻ rất là thích luôn. Đó chính là món bánh bông lan phô mai trứng muối. Wow, nghe tên tên là hấp đã dẫn chưa, các bạn đã ơi. Chưa? Thì đây là cái số trứng muối mà chị Hiền tự tay làm, các bạn làm từ hồi đêm hôm qua rồi tới sáng nay ăn được luôn đó các bạn ơi. Đây là mình muối trứng muối cấp tốc nè, cho nên là nó không có tròn trịa giống như mình muối ở trong cái trứng các bạn. Tại vì lấy cái trồng đỏ mình muối à. Nè, mình muối nhanh chóng nè. Thì ngày hôm nay hai chị em mình sẽ cùng nhau vào bếp để làm cái món bánh bông lan trứng muối để gửi tặng đến tất cả các bạn nha. Anh hai thì đang ở trong nhà tắm rửa và cho Bim Bim ăn uống rồi. Hai chị em mình sẽ làm rồi xong của anh hai ăn nha. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay và thú vị, nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy chị em mình nha nha nha. À, bây giờ làm thôi. Bơ sữa, sao con buồn bã vậy bơ sữa? Ăn bánh bông lan trứng muối không? Trời ơi, giả nai kìa chị Hiền. Dạ ngủ nữa chứ. Niêm diêm đồ sớm phá quá trời phá luôn nè. Đánh cái đít cái cờ tinh 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 tinh. Nguyên liệu để chúng ta làm cái món bánh bông lan trứng muối này thì đây, hiện tại là có gì chị Hiền giới thiệu đi. Đây mình có hột gà nha, trứng muối, này là bột mì, đường. Mình thêm một xíu vào ăn nha các bạn, với cái này là sữa tươi không đường. Nói chung là món bánh bông lan này rất là đơn giản luôn nha các bạn. Thanh thanh vào đây. Cái đồ lọc trứng. Cái đồ lọc trứng cái này là cái đồ lọc bánh lọc của bánh lọt của mẹ hả? Đúng rồi. Mẹ mới nói chị biết là cái này từ hồi mà cưng còn học mẫu giáo tới giờ. Đúng là vậy. Mười mấy năm rồi các bạn. Đúng rồi. Gãy cán luôn rồi. Gãy cán xài từ hồi cán dài cho đến cán mỏng luôn. Giờ mình... là trước mẹ mình đi bán bánh lọt á các bạn, để vớt bánh lọt á. Giờ mình về đây mình quá nó thành cái đồ gì? Lọc trứng. Lọc trứng luôn rồi. Đó là kỷ niệm một thời mà mình đi theo mẹ mình bán bánh lọt đó các bạn ơi. Bánh lọt ngọt á. Giờ mình làm nha. Rồi đầu tiên mình sẽ làm gì đây? Giờ mình sẽ lấy một cái trứng. Mình đập ra. Ấy trời ơi. Mình với lại chị Hiền sẽ làm cái cầm giùm chị ơi. Công thức bánh này khác so với lại của mẹ mình nha các bạn. Cái bánh bông lan trứng muối thì mình sẽ làm theo cái công thức khác. Mình sẽ lọc, mình lấy cái trồng đỏ với cái trồng trắng ra riêng nha. Wow. Wow. Hay chưa? Hay chưa? Ô cái đồ lọc bánh lọc của mẹ hay chưa? Ghê. Wow. Nhiều quá ha. Cho bò sữa mình trộn ơi. Các bạn ơi, một phút sơ sẩy mình để lộn chỗ rồi. Đây, cho qua đây. Đó, chuyên nghiệp quá ha. Bên đây mình sẽ để trồng đỏ nha các bạn. Được chưa? Wow. Wow. Cái này mình sử dụng mấy cái trứng được chứ hen. Mình sẽ làm một ẩu siêu to. Thì mình sẽ làm 4 trứng. Đây, và bây giờ chị Hiền sẽ sử dụng cái đồ đánh truyền thống của mẹ mình. Như cái trồng đỏ này mình sẽ quậy ra nha các bạn. Xong mình bỏ vô đây. Cái này là mình đã cân rồi, 60g sữa tươi không đường. Wow. Mình cho vô đây thêm một xíu vào ăn. Một chén luôn, một xíu thì chị Hiền ơi, no, nó béo mình lắm. Mình chừa lại mà. Ok. Trời đất ơi, vậy bò sữa kiếm rồi. Làm sao quay chị Hiền? Ê mày, không cho nó đi chơi nữa rồi, nó nằm nó ngủ kìa. Đi về đi. Nó ngủ rồi, đừng có kiếm nó mày. Bữa nay nó qua kiếm đâu. Bò sữa, em người yêu kiếm cho bò sữa. Người yêu kiếm cho bò sữa. Ê kìa, BD qua kiếm mày kìa. Em BD qua kiếm cho bò sữa. Không quan tâm luôn hả mày? Hồi sáng giờ không có đi qua bên kia nè. Bởi vậy thằng này thấy nãy vắng này đi kiếm nè. Nằm dương dai nhưng biết gì vậy. Cha cha, bạn bò sữa đi kiếm kìa. Không cho bà sữa đi chơi qua tới đây nó kiếm luôn. Sáng giờ không thấy nên đi qua kiếm nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ bột vô nha. Này là bột gì chị Hiền quá này? Cái này là bột mì. Bột mì đa dụng, mình sẽ dùng bột mì đa dụng nha các bạn. Mình sẽ dùng 100g bột mì. Trời ơi, nó đứng nó chờ nó kiếm bà sữa hoài luôn kìa. Quậy đến khi nào nó tan hết là được nha. Cái này mình khỏi cần đánh bông hả? Khỏi. Wow, chị Hiền đã có một công thức làm bánh bông lan mới. Nhưng mà độ thành công thì các bạn hãy chờ Tông dây lát nha. Chờ đợi là 1 phút. Ê, bà sữa thấy rồi, bà sữa thấy rồi. Trời ơi, yêu nhau qua hàng rào kìa chị Hiền. Ghê, gia đình tất cả yêu nhau qua hàng rào. Ghê. Làm gì khổ với bà sữa. Không được đi chơi mày ơi. Như vậy á. Kìa hôn nhau đó kìa, hôn nhau qua hàng rào kìa.
Ê, bữa nay bò sữa không có được đi nữa. Rồi, bò sữa buồn bã bước vô rồi. Thôi về đi mẹ ơi, gia đình tao cấm cản rồi, không có chơi với nhau đâu, thằng BD. BD mà cũng cấm nữa thiệt. Rồi bò sữa bỏ vô rồi, thôi bị đòn. Vậy mình sẽ đánh nha. Mở tay luôn. Đánh cái này xong là chiều hôm nay các bạn không thấy mình nữa. Ngày mai chứ. Lên chuột, không thành hiền đô con. Giờ nó hơi bong bong rồi nè. Giờ mình sẽ bỏ đường vô. Mình đánh luôn. Cái này là mình sử dụng 100g đường. Wow, đánh lòng trắng luôn đó, màu bông quá ta. Đúng vậy. Đây là cách mình làm nhanh nha. Đánh bông lan theo kiểu truyền thống này. Thu gọn cái này lại đi. Cũng dính hết rồi. Wow, rồi đem đi nướng thôi. Rồi ăn luôn. Mình tiếp tay chơi với mình sẽ đánh tiếp nha. Đổi tay. Đâu vậy chú em? Đi mua con đi gà. Đi mua sữa. Đi gà. Đi mua sữa. Mua xe mua sữa. Wow, trời ơi. Ba đánh hồi sao cái này giống 7 như bạn. Là 49 lần. Cái này giống như là ba kem như chị Hiền Kim Tư. Nó giống kem chưa? Y chang luôn, ăn được bỏ không? Bỏ đường chưa? Ăn được không? Béo không? Ngon lắm nha. Giống bánh kem ở nhà thử không? Thôi. Tanh không? Vậy chứ bánh kem cũng làm gì chứ gì? Thôi. Nhưng mà bánh kem thì có đường vô nữa. Nói cho đúng. Ý nó có sữa gì á. Thì mình sẽ lấy một miếng như thế này. Mình bỏ qua cái chồng đỏ. Mình sẽ quậy cái này lên. Cái này mình để im ở đây nha. Cái này thì mình quậy mạnh lên không sao. Mình trộn cho nó đều lên. Cho nó lỏng cái chồng đỏ này ra. Cái này của mình được rồi nè. Nó lỏng ra nè. Bây giờ mình sẽ đổ một chỗ qua đây nha. Đổ hết qua. Chúng ta mình sẽ trộn đều lên đó chị. Mình trộn đều mà cái này mình trộn nhẹ nha các bạn. Trộn thiệt là nhẹ luôn. Trộn tính khi nào mà cái này nó đều lại với nhau. Thì cũng phải cẩn thận xíu các bạn ơi, nhanh nhưng mà cũng phải cẩn thận, nhờ cái bọt đó mà mình mới trở thành cái bánh bông lan nhanh. Trời, bò sữa kìa. Chơi đi chơi hay chưa? Nữa, đi kiếm ghệ nữa nè. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì cái phần bột bánh bông lan á, hai chị mình đã làm xong rồi nè. Giờ nó sẽ đổ vô cái nồi cơm điện. Bây giờ ở trong đây mình cho vô một xíu dầu để nó không bị dính nha các bạn. Nhà mình không có giấy mà để lót nữa các bạn ơi, chơi vậy luôn. Sẽ tráng đều ra. Quan trọng nhất là cái phần bột. Cái bột của mình nó ngộ vậy. Liệu có hành khâm không đây? Con xôi đi. Mình bỏ vô đây. Bỏ vô cái nồi cơm điện. Trời ơi. Mình sẽ... Ủa có điện chưa? Chưa kiếm điện. Kiếm điện. Mình sẽ chuyển qua chế độ nướng bánh nha. Chưa nhấn tò te tí mà. Tò te tí te. Mình chọn chế độ xong. Mình sẽ đây nướng là 65 phút. Wow, nó cao nửa nồi luôn rồi. Giờ mình sẽ bỏ trứng muối vô luôn các bạn ơi. Mới tới bước bỏ trứng muối. Mình để đại lên. Ơ trời ơi, trời bị lật xuồng rồi. Rồi nó bị dính nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng nắp lại. Chờ khoảng 28 phút nữa. 2000 years. Cuối cùng, khui hàng. Thành công ngoài sức tưởng tượng. Ôi sao cái trứng muối của mình nó bị hơi trắng trắng rồi các bạn bị ơi. Cái lòng đỏ, những cái lòng trắng. Trời đất ơi, hai vợ chồng ngồi kìa. Làm tặng anh á. Ê. Tặng anh rồi. Sáng nó vụ làm ké với em nữa. Anh hai coi kìa, anh hai giám khảo khán giả gì nè. Khán giả. Và sự xuất hiện của bà già. Bà già thấy món này bà già mê rồi. Quá bà rồi. Bà già nổi mà cũng gán lết vậy đây. Móng tay bà già như phù hỷ. Trời ơi. Con nhìn cái hết quá à. Nắng quá các bạn ơi. Giờ này thành đang nắng. Thành Thanh ra đang ngồi ăn. Rồi uống nước đi vô. Vô. Chấm đá ơi. Sao đem cái này vậy ta? Anh vẫn đang xịt. Trời ơi, 1 2 Cái gì vậy?
hết nước đá rồi, uống đỡ rồi. Vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Hết rồi. Bỏ vô đây cho nhìn cho nó sang trọng. Cái này mình em nè. Nước ngọt cũng hết, còn hơn lon à. Cái gì? Đây để gót cho đều. Thì gót cho đều nha. Rồi, được rồi, nó hơi nhiều quá không rồi. Dạ, em muốn uống lạnh, em muốn uống ngọt. Anh chỉ muốn lạnh thôi. Ở cái ly này bị bể nha anh. Rồi, ok. Uống cái chuyện đất mồm à. Rồi, được rồi. Nữa không? Nó đo kìa anh. Đó, rồi, đi. Ai của em thấp hơn nha. Ai biết ham nhiều chứ không lạnh gán chịu hết nước đá rồi nha, đừng xin nha. Anh chị thấy giờ cái này có nhiều đó hơn nè. Thôi vậy thay đo bằng luôn đi. Chưa nít là người anh chịu đâu. Cho nó nhiều luôn anh. Thôi được rồi, được mình rồi. Uống đi để giảm cân. Bêm bêm được. Ê, chia cho đều à. Ê, thấy có hơi vợ chồng rồi. Cái này nhớ thơ rồi nè. Cái này biết kinh ra để làm nhiều. Để dành chiêu đều bánh lộn chứ gì. Sao hai anh ăn ly coi. 1, 2, 3, vô. Ăn sinh nhật ai ta? Cái sinh nhật bác sĩ. Bim bim khát nước các bạn nha. Mừng các bạn. Còn đá không? Không lạnh gì chứ. Đã hết nước đá rồi. Tới dịch dịch uống nước này đi thôi. Không đỡ đi. Không còn miếng gì luôn hả? Cái quán cụ toàn này. Còn được một cục nhỏ xíu đây không? Thôi thôi được rồi. Rết rồi còn cộng cộng luôn. Ê, cái đồ trẻ rồi. Vậy luôn hả? Trời. Nè. Vậy bánh kem không hả? Ngon nào. Kệ em đi. Em ở giữa nó có cái trứng đó. Hôm nay chị làm nó dễ xẹp lắm. Thôi nè 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 chị em sợ. Nè chị đâm thú à. Vậy nè cái dĩa nào của anh hai đâu. Nè chỗ này happy birthday đi. Nè ba nè. Nó chế nha các bạn, mình không biết cái ca này. Nắm tay vô. 1, 2, 3. Vô. Ai uống mà. Để đây, để đây, ta giải quyết cho. Đúng rồi. Dễ ẹp chứ gì đâu mà khó. Thôi anh đi ăn dĩa luôn đi á. Em phải em kêu được cái dĩa là lên nào. Trời ơi các bạn ơi, đừng nóng. Trời ơi cái quần quà dĩa đi. Cái dao cắt đi. Để xuống rồi, để xuống. Để xuống. Được. Đứt, đứt, đứt. Bánh bông lan cà bông. Trời ơi ăn cái này chắc lên 50 ký quá. Là 100 ký hả? Đầu tư cho mình cái đồ cắt gì mà tì vậy trời. Thôi vô sủi cá quỳ rồi. Để chị cắt dư dao cho con coi. Lẹ lên, lẹ lên. Ê. Lẹ lây, lẹ lây. Bánh này có vẻ ngon à, để tủ lạnh ăn ngon ha. Nó không đứt. Tè tự xử đi, nó không đứt. Ê, đứa này cắt đứt nè. Ơ trời ơi, quán bánh lộn. Làm gì vậy? Cái quán gì bán cái bánh bông lan mà không dám cho được cái dao cắt bánh nữa. Quán nào vậy? Bán vốn nữa coi. Quán chị quán bà Sâu. Quán của bà Sâu TV á hả? Quán bà Sâu với bà Hiền. Gì đâu trời mà. Trời ơi, bóp tay luôn rồi. Trời ơi. Giống ăn bánh pizza quá ha. Ở giữa nó có cái trứng. Phủ kem lên nữa. Ồ. Hồn như hỏng cái rồi. Hay. Cho anh nè. Hết không? Bằng tay luôn, mới tay mới ấm dịch nãy. Trời ơi. Đây mình chia sớt ra nha. Thôi được rồi, chia chi kỹ quá vậy. Trời ơi, chia chi vậy, anh khoái muốn chết vậy. Để đi hai vợ chia, chồng chia ơi. Chia vậy, để hết đi. Con này ăn gì? Ăn miếng này thôi không? Không ăn phô mai nhiều đâu. Ê, bên đây nè, bên đây nè. À, nó chọn bên này, thì ra là mình chọn cái nhỏ. Chứ mà thì ra mình chọn cái chết hả? Mới tính nói á. Trời. Bạn đi ăn bánh bông lan khỏi cần dứt bay cùng cho bông luôn rồi. Ô bay cùng không ai luôn rồi. Tay luôn. Ê bà này bà bóng tay không ta. Ê bác sĩ nó nhóm đít luôn nè anh hai. Bác sĩ hẹn món này á nha. Chị hẹn hồi cho nó cục phô mai nha. Ok. Nè nó xốp lắm nè. Ừ. Công nhận chị hẹn khéo luôn quá các bạn ơi. Hay nhỉ. Chưa cha mẹ cũng phên. Chưa cha mẹ nữa ổ. Ê tính ra là làm đủ 5 miếng luôn á. Ghê 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 ghê. Quất lần cho rồi đi. Trời ơi. Nào một cái giá. Wow. Chị né né nghe chứ này nó chọi lắm á. Trời ơi. Ơi. Các bạn, con này đưa nó vô viện bảo tàng được. Mời các bạn bánh nha. Đưa này vô viện bảo tàng được rồi các bạn. Đúng rồi ơi.
Ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon, ngon, không? Ngon khó cưỡng. Thiệt không? Ừ, ăn nhẩm đít luôn á. Đây mời các bạn nha. Thơm. Ngon em. Nấm nấm ngon lắm. Chị Hàng, ăn hai. À, có rồi. Đừng ăn chung đó anh. Mình tuyệt đối là phải lập chế độ không ăn chung. Cảm ơn người. Rồi, cảm ơn cái hát quá. Cái muỗng mà nó không hiền cái muỗng. Ôi bữa sữa nó cười há há luôn kìa. Ngon. Ê, trời trời trời, mô Phật, mô Phật. Ôi nó xốp nè. Chú muốn nó dẻo. Mời các bạn nha. Ngon quá. Nó dẻo quá anh. Nặng chát luôn. Wow. Trứng muối nặng dữ không? Được, đầy trứng muối là phải nặng hết. Trứng muối này là mình ướp với muối trực tiếp luôn, mình không có ngâm hết mà. Khá là ghê em ơi, cắt cho nó cái miếng nữa. Nhưng mà trứng muối mặn nha. Trứng muối mà không mặn thôi. Nhưng mà đâu mặn lắm. Ăn cái miếng phô mai các bạn. Tê. Ê, bim bim. Cho cưng miếng phô mai nè. Đó giờ em thấy người ta bán ngoài chợ bán bông lan trứng muối phô mai mà em cũng chưa từng mua nha. Trời ơi, đây con Bim Bim không biết ăn phô mai. Không biết phô mai cái này bồ bồ, Bim Bim chỉ ăn được cái phô mai thôi. Nghĩ là như ăn mỹ miều lắm, sáng ăn xíu phô mai đưa vô cục cục bông lan chà bá vậy nè. Nhìn nè. Nhìn rồi. Còn nó trắng nè. Cái ăn thừa cái nó lượt qua một cái. Nó một xíu phô mai rồi. Thơm ăn. Đây đây đây, em sẽ cho bác Si bò sữa nhìn đi con. Si phô mai. Ê ê ê ê. Trời bác Si thèm kìa. Bác Si nuốt kìa. Trời ơi, nuốt trọng luôn rồi. Ngon nuốt quá. Mà không nhai luôn. Anh Hai cho bò sữa miếng thôi. Anh Hai không ăn hả? Không. Cho bò sữa ăn kia đi, bò sữa mập lắm rồi các bạn ơi. Đây đây cho bác Si. Chị cũng không ăn cái này nữa. Thì à, chị Hiền cho bò sữa miếng ăn bánh đi chứ đừng cho nó ăn phô mai. Phô mai con bò cười ăn không? Con bò này con bò buồn. Nè anh cho nó ăn anh. Cầm đi, cầm gì nè. Anh bỏ xuống cho nó ăn chứ sao anh cầm được. Nó cười cả tội. Trời ơi, mày đặt màu. Nè cho hai đứa bay nè, ăn đi, hai đứa. Đứa bò con. Rồi rồi rồi. Ai cũng chia được mấy giờ. À không biết phô mai. Ăn nhâm 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 rồi nhả. Ăn được hả? Ăn được rồi. Phải ăn vậy lấy vậy thôi, nhỏ tới lớn chưa được ăn. Ở mình ngâm ít muối lại. Để ngâm ít muối lại. Thôi ngâm ít đường đi. Ăn trứng đường không? Ăn mốt rồi làm món trứng xì tiên, ngâm xì tiên. Ngâm ngâm ngâm. Trời ơi. Lắm. Ăn không em? Nhâm nhâm. Ăn bánh bông lan phải có nước. Nhá rồi bà. Bánh bông lan này là không có bỏ một miếng bột nổi nào hết nha. Mời các bạn nha. Cái muỗng chút xíu. Nhưng mà nó phì vậy à. Ủa? Con người nó lên dâu xuống chó sao nhận. Cười nó quá. Cuộc đời lên dâu xuống chó mới thật. Ê! Rồi. Xì ke của nó. Xì ke nãy giờ không được uống. Nãy không được uống bực. Thôi bị nóng rồi đó. Nghe uống đi rồi. Mày. Mày uống đi mày. Dịnh ly đó thôi, ra đi mãi mãi á. Từ xử luôn hàng chi nãy giờ cọc định bay không rồi. Giờ đang lựa cơ hội dứt. À, không có nước đá, còn đá không hai cho nhỏ miếng thôi. Thế rồi. Kỳ gì? Kỳ vậy gì? Thế chứ muối mặn quá. Trời ơi. Hơi hơi mặn à, đâu mặn lắm đâu. Chị ăn rồi chưa? Làm từ hồi sáng tới giờ. Tại chị này chị làm xong cũng mệt quá, chị ngủ. Trời ơi, nó uống rồi còn miếng chút còn kìa. Vậy luôn hả Bim? Miếng mờ mới rõ rồi. Trời ơi. Thèm quá mà không cho uống nữa. Mốt mày khẽ bàn đi Bim. Bàn của mày là lúc nào cũng vậy á. Y như bụng mới, không được. Bữa nó ăn me nó cũng bề bộn giống vậy á. Nhập em. Ê nó xìu bọt mép kìa. Mày gãi chưa? Nghỉ đi. Trời ơi, thôi. Nó thôi dọc cái chứ uống gì. Thôi, rồi.
Ngày hôm nay hai chị em mình làm cái món bánh này cũng khá là thành công luôn các bạn ơi. Nhìn thấy đơn giản vậy nhưng mà làm cũng nó nhanh ha. Hay đấy. Tại vì chị Hiền ngủ, các bạn làm xong có hai chị em mình ngủ. Làm cái món này tầm có chừng không tới nửa tiếng mà. Nhanh lắm các bạn. Nhưng mà để nó nguội nó nóng mà mình phải chờ cho nguội á các bạn. À, bây giờ mấy chị em mình xin kết thúc mấy chị em mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Bye bye. Các bạn nào thấy clip ngày hôm nay hay nhớ để lại một like nha và nhớ vào nút đăng ký kênh nè. Bye bye.